Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ chiều và đêm nay 23 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Riêng các tỉnh vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm trong 24 giờ, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên các sông suối, vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 cho tới 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt là tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La, ngập lụt vùng trũng ở những khu vực trên. Do trời nhiều mây, có mưa nên nhiệt độ tiếp tục giảm và chấm dứt nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới phổ biến ở mức từ 31 cho tới 34 độ. Những nơi mưa nhiều nhiệt độ còn dưới 31 độ. Phải từ ngày 27 tháng 6 khi mưa giảm thì nhiệt độ mới tăng nhẹ trở lại. Không chịu tác động trực tiếp của rãnh mây dông, tuy nhiên từ ngày mai, hoàn lưu của vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn cũng yếu bớt. Vì thế, nắng nóng ở các tỉnh miền Trung dù vẫn còn nhưng cường độ sẽ giảm. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong những ngày tới ở hầu khắp các tỉnh Trung Bộ sẽ giảm từ 1 cho tới 2 độ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Riêng các huyện vùng núi phía Tây nhiệt độ vẫn cao ở mức là 39 cho tới 40 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Ninh Thuận nóng ở mức nhiệt là từ 35 cho tới 37 độ. Dự báo rằng đợt nắng nóng có thể còn kéo dài đến cuối tháng. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên quý vị và các bạn tiếp tục có các biện pháp phòng chống cháy nổ tại khu dân cư hay là các cánh rừng đang ở mức nguy cơ cháy cấp 4, cấp 5, rất nguy hiểm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh. Vì thế, trong ngày mai cũng như là ngày 25 tháng 6, ở Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Còn với khu vực Tây Nguyên, mưa rào cũng xấp xỉ ở nhiều nơi, phải từ ngày 26 tháng 6 thì mưa mới giảm về diện và lượng tại đây. Do có mưa nên thời tiết tại các tỉnh phía Nam khá mát mẻ, với nền nhiệt cao nhất 3 ngày tới ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trên hầu khắp các vùng biển phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió có hướng Nam đến Đông Nam với cường độ từ cấp 4 cho tới cấp 5, sóng biển thấp dưới 2 mét nên biển không động. Trong khi đó, các vùng biển phía Nam bao gồm từ Bình Thuận cho tới Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa trong 3 ngày tới. Chủ yếu có gió Tây Nam ở mức là cấp 4. Mưa dông tiếp tục xảy ra trên các vùng biển này làm giảm tầm nhìn xa xuống còn từ 4 đến 10 km và khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông nên tàu thuyền lưu thông trên các vùng biển này cần hết sức chú ý. Như vậy, Bắc Bộ sẽ có mưa nhiều trở lại và nắng nóng chấm dứt, trong khi Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác đến nhiều nơi, tập trung về chiều tối và đêm. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 23 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!